800.000 đồng trên một chiếc. Em bao ship toàn quốc cho các bác cùng anh em. Và các bác thân mến, 3 đầu, 18 mắt, 7 màu đủ, quay 360 độ. Có laser 3 màu, xanh lá cây, xanh nước biển và màu đỏ. Giá 4.800.000 em bao ship. Rất đẹp đúng không ạ? Rất thích hợp cho các bác của anh em đi làm sự kiện này, ở trong quán bar, phòng trà, phòng karaoke hát cho nhau nghe, cũng như là trong những chuỗi KTV lớn. Những chiếc đèn với độ sáng và cái phát độ hứa hẹn là sẽ có ánh sáng đẹp vượt trội. B3 X15 y mắc đôi. Có nước thì bác uống ạ. Có, uống nước ạ. Các bác ơi, cho bác lên nước em. Khoái quá đúng không ạ? Bác em phòng lên. Rồi, bác em phòng lên. Bác em phòng lên. Em mới mở cửa bên kia để cho nó khoái ra nhanh đi. Mô Vinh, 3 đầu 18 mắt. Lần sáng này hả? Vâng. Để phòng khách được không? Được ạ, hay quá nhỉ? Bao nhiêu tiền đó? Cái này là 4.800.000 ạ. Cho bác mở cửa bên kia để khoái ra nhanh. Được ạ. Bác yên chí. Đây các bác nhá. Ba đầu này đúng không ạ? Mỗi đầu 6 mắt ấy là 18 đúng không ạ? 3 laser, 1 laser, 2 laser, 3 laser. Đúng không ạ? Thử cắm ạ. Thử cắm mình thử cắm xem. Vâng, cũng đơn giản ạ. Đơn giản lắm. Giờ thế đi biết đây rồi. Vâng ạ. Giờ bật cái công tắc cái là chạy em ơi. Thêm một tí nữa cho các bác ở dưới Hải Phòng tham khảo đúng không ạ? Đây ạ, à, các bác đã qua điện thoại đúng không ạ? Qua cửa hàng để mua sắm những đôi loa B3X 15 i Mark đôi hàng mới tinh. Và nó đây các bác, rất đẹp luôn này các bác, tất cả giống nhau ạ. Đây là những chiếc đèn chuẩn các bác nhá, quát đủ. Còn thị trường thì nó có quá nhiều loại rồi. Loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 có đủ cả.
giống như những cái dòng F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 các bác nhá. Ok, có lẽ trong video này em xin được gửi lời chào toàn thể các bác để đón tiếp các bác khách hàng đang có mặt tại cửa hàng. Ngoài nhu cầu mua sắm thì các bác liên hệ cho em qua các số máy ở trên tấm biển các bác nhá. Ok chưa? Địa chỉ cửa hàng, khu dân cư Chu Thượng, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chứ đấy về nó có dễ tìm đường không ạ? Bình thường. Rất dễ tìm đúng không ạ? Đường rộng, xe pháo đỗ thoải mái các bác nhá. Ok, xin chào toàn thể các bác.